chào bác. Trước khi gửi con Ugly Pioneer 7800 trơn này vào Quảng Trị cho một bác ở thành phố Quảng Trị, thành phố Đông Hà, thì tôi quay lại video. Tôi đang có hai con Pioneer 7800. Ở đây tôi gửi cho bác một con này. Đây tôi đang cắm ở đường AUX. Con Ugly này thì nó có 4 đường vào âm thanh cơ bản là đường tuner, đường AUX. Ngoài ra nó còn hai đường tép, tép 1, tép 2. Nếu giả sử mình cắm được tép 1 thì mình phải gạt lên tép 1 này. Tép 2 thì gạt tép 2. Thì nó biết ra tiếng. Tôi sẽ tép qua các chức năng 3 tép này. Đấy, bát nhiều hơn rất nhiều này. Bỏ bát này. Tép này. Mất tép này. Tôi đang đấu một đôi loa A. Thì một là để A cộng B nó cũng ra tiếng. B sẽ không ra tiếng này, A ra tiếng này. Thì đấu một đôi volume nhảy này. Lao lướt. Tắt lao lướt đi thì trống nó sẽ ít hơn. Vừa đang đấu nghe qua điện thoại. Đang cắm vào đường ống ấy. Tâm đi còn rất đẹp, hàng bãi nguyên dây luôn. Pioneer 7800 công suất 160W. Xem con Ugly này số series bao nhiêu. Số series là 231. Gửi cho một bác ở Quảng Trị. Âm ly còn rất đẹp, hàng bãi, hai đèn vu. Tôi bán giá 8 triệu. Các cái Ugly Pioneer 7800 trơn này thì cách đây 1 năm tôi bán có 6 triệu đồng. Bán 6 triệu thì vẫn còn bớt được 1-200 các bác. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì nó đã lên đến 8 triệu đồng. Bởi vì hàng Pioneer nó tăng giá, tất cả các mặt hàng Pioneer đều tăng giá. Bởi vì người Việt Nam mình chuộng đồ Pioneer quá, nên vô tình là nó đẩy giá lên. Không chỉ con Ugly 7800 trơn này mà tất cả các cái sản phẩm loa của Ugly Pioneer đều tăng giá. Đây loa bên phải, đây loa trái. Tôi vặn này, giả sử nó mất tiếng thì nó sẽ không có tiếng đâu các bác ạ. Đây để giữa này. Thường những Ugly này giả sử nó bị bẩn bên trong, các bác lấy cái chai xịt han dỉ RV7 xịt vào bên trong, rút cái cây nút này ra xịt bên trong là nó sẽ sạch. Hàng bãi đẹp, nó hàng bãi thì nên đẹp được như này. Và nó luôn đây là hàng tôi chọn tận tay. Không thì góc cạnh nó sẽ sứt mẻ. Vâng, xin cảm ơn các bác gần xa đã ủng hộ cửa hàng tôi rất nhiều trong thời gian qua. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chung cư này nằm cạnh ngã tư Văn Phú, một mặt giáp đường Quang Trung, một mặt giáp đường Lê Trọng Tấn. Các bác mua hàng xa có thể chuyển tiền đặt cọc tôi, qua tôi sẽ gửi hàng qua Viettel hoặc là các bác đến xem hàng tận nơi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.